Mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ nấu món chè nha đam đậu xanh và nấu với đường phèn ha. Một món chè ăn vừa thanh mát và bổ dưỡng. Và nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản và dễ dàng để nấu được ha. Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video và nấu cái món chè nha đam đường phèn này nhé. Và cũng như cái video lần trước á, mình có chia sẻ cách nấu nha đam đường phèn rồi đó. Và đây là cây nha đam Thái nha các bạn. Nha đam Thái thì nó rất là to luôn. Cái cây nó to lắm nè và cái nhánh nó cũng lớn nữa. Thì khi mà mình hái nha đam á, mình chọn những cái nhánh mà nó có màu đậm nè, những cái nhánh mà nằm dưới cùng á các bạn, thì cái thịt nó nhiều, mình làm nó sẽ giòn và ngon hơn ha. Xung quanh cây nha đam này có rất là nhiều cây con luôn á. Thì cũng có một số bạn hỏi mình là trồng nha đam bằng cách nào á, thì mình trồng bằng cây con này nha. Khi mà mình trồng một cây nha đam nó lâu năm rồi đó, cây này thì mình trồng khoảng 2-3 năm rồi ha, thì nó sẽ đẻ ra một số cây con nhỏ cái bên này các bạn, thì mình sẽ lấy những cây con nhỏ này mình trồng nha. Và nha đam này rất là dễ trồng luôn, mình trồng dưới đất bình thường không có phân thuốc gì hết ha. Bây giờ thì mình sẽ bẻ những cái nhánh nha đam phía dưới nè, mình bẻ vô để mình nấu chè nha. Và nguyên liệu nấu chè ở đây thì mình chuẩn bị 200 g đậu xanh nha. Đậu xanh này thì mình nấu cả vỏ luôn ha. Nếu mà các bạn nào không thích ăn vỏ thì mình có thể nấu bằng ruột cũng được. Và ở đây là 200 g đậu xanh á, thì mình sẽ nấu với 1 kg nha đam. Nha đam này á, thì mình đã rửa sạch rồi nè. Mình rửa sạch và cắt thành từng khúc để một tí nữa mình gọt ra cho nó dễ nha. Các bạn chọn những cái nhánh nha đam mà nó có cái màu đậm như thế này nè, thịt nó cũng nhiều nữa. Và mình nấu chè lên nó sẽ giòn hơn ha. Nếu mà các bạn chọn những cái nhánh nha đam nó còn non thì mình nấu chè nó sẽ không có giòn bằng nha. Những cái nhánh nha đam mập ú luôn nè, nhìn rất là thích luôn á. Nha đam này các bạn có thể đắp mặt nạ cũng được nè. Và cũng có rất là nhiều công dụng khác nữa. Và cái loại nha đam này rất là dễ trồng luôn nha. Và nguyên liệu kèm theo nữa là 350 g đường phèn ha. Mình nấu ở đây bằng đường phèn cho có cái vị ngọt thanh nè. Và ăn nó cũng mát nữa các bạn. Và 50 g phổ tay, hay ở một số nơi còn gọi là rong biển á. Và khoảng 2 muỗng canh muối để mình dùng cho sơ chế nha đam nha các bạn. Nếu mà các bạn nhà có chanh á, thì mình dùng chanh nữa nha. Kèm theo là một ít lá dứa nữa nè. Lá dứa thì mình cho vào chè mình nấu sẽ rất là thơm luôn á. Và lá dứa thì giúp tạo cái mùi thơm của chè nha. Thêm 50 g đường cát nữa ha. Đường cát này một tí nữa mình sẽ trộn với nha đam nè, để giúp cho nha đam của mình nó có cái độ ngọt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đem cái phần phổ tay này ngâm với nước nha. Do là phổ tay này nó khô á, mình ngâm với nước cho nó nở ra ha. Tiếp theo thì mình sẽ đi sơ chế nha đam nha. Đầu tiên thì mình sẽ pha nước muối loãng ha. Cho một muỗng canh muối vào đây nè. Mình dùng nước muối loãng á, để mình ngâm nha đam thì giúp nha đam của mình nó không còn cái độ nhớt nha. Bây giờ thì mình sẽ gọt nha đam nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ gọt hai bên cái mép này trước nè. Xong rồi á, thì mình sẽ gọt cái vỏ nha đam ra nha. Mình gọt phía trên bề mặt này trước ha. Xong rồi thì mình sẽ lóc cái phần thịt nha đam này ra. Vậy là xong rồi nè, nhìn rất là dễ và đơn giản. Nếu mà cái vỏ xanh nó còn bám lên thì mình gọt sạch bỏ luôn nha. Và mình cứ gọt như vậy lần lượt cho đến khi hết các miếng nha đam này luôn nha. Và nha đam của mình đã gọt sạch vỏ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đem rửa lại với nước lạnh á, cho sạch cái chất nhờn này ha. Tiếp theo đó thì mình sẽ chuẩn bị thêm một tô nước muối loãng nữa để mình bắt đầu cắt nha đam ra và mình cho vào đây mình ngâm ha. Và mình khoa nước muối loãng như thế này nè các bạn. Nếu mà nhà mình có chanh á, thì mình cho vào khoảng nửa lát chanh nữa nha. Chanh á, thì giúp cho nha đam của mình không còn cái chất nhờn nữa ha. Và ở đây thì mình có dùng cái bàn chận nè. Mình sẽ dùng cái bàn chận này để mình chận nha đam cho nó có con, cho nó đẹp nha các bạn. Nếu mà nhà các bạn không có cái bàn chận á, thì mình có thể dùng dao mình cắt cũng được. Và mình sẽ cắt nha đam ra thành từng miếng nhỏ nha. Mình cắt từng miếng dài như thế này nè.
thì mình nấu chè lên ăn vừa đẹp mắt và lại ngon nữa. Nếu mà các bạn không thích cắt dài thì mình có thể cắt bằng hạt lựu cũng được ha. Tùy vào sở thích của quý anh chị và các bạn thì mình cắt như thế nào cũng được. Nha đam, sau khi mình cắt xong rồi thì mình cho vào tô nước muối loãng này mình ngâm tiếp ha. Do là nha đam có rất là nhiều chất nhờn luôn á, cho nên là mình ngâm như thế này thì sạch chất nhờn và không có bị đắng nha các bạn. Và nha đam của mình đã cắt ra từng miếng nhỏ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa cho sạch cái chất nhựa nha đam này ha. Nếu mà ở nhà các bạn có vòi nước thì mình rửa trực tiếp với vòi nước như thế này nè, thì giúp nha đam của mình nó sạch và rửa nó nhanh hơn nữa. Tiếp theo đó thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi nè. Khi mà nước bắt đầu sôi lên thì mình cho nha đam vào mình trụng sơ qua nha. Các bạn lưu ý là mình chỉ trụng sơ thôi, đừng có trụng chín quá thì nha đam của mình sẽ không còn cái độ giòn ha. Khi mà nước nó sôi lên khoảng 1-2 phút thì mình sẽ vớt nha đam ra. Sau đó thì mình sẽ cho vào hao nước đá lạnh nè. Do là nha đam của mình hiện tại đang còn nóng á, mình cho vào hao nước đá lạnh này cho nó hả hơi bớt nha. Xong rồi thì mình sẽ vớt ra nè, cho vào hao nước đá lạnh. Và mình ngâm trong nước đá thì giúp nha đam của mình nó giòn và nó ngon hơn ha. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị đi nấu đậu xanh nha. Ở đây thì mình nấu khoảng 1 lít 2 nước ha. Cho nước vào cái nồi nè. Và đậu xanh thì mình cũng rửa sạch rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho 200g đậu xanh vào luôn. Khi mà đậu xanh nó nổi lên như thế này nè, và nó có bọt á, thì mình sẽ vớt ra nha. Mình vớt sạch và bỏ cái phần bọt này đi ha. Và mình sẽ cho lá dứa vào nấu chung luôn ha. Lá dứa thì giúp cho chè của mình rất là thơm luôn á. Trong thời gian mình đợi đậu xanh nó chín mềm á, thì mình sẽ vớt nha đam ra và trộn với đường ha. Cho 50g đường đã chuẩn bị lúc nãy vào luôn nè. Mình trộn với nha đam á, thì giúp cho nha đam nó có cái độ ngọt, không có bị đắng và nhẫn nha. Khi mà mình thấy cái phần lá dứa nó héo lại và nó ra nước thơm rồi nè, bây giờ thì mình sẽ vớt ra và bỏ cái lá dứa này ha. Nếu mà trong quá trình nấu mà các bạn thấy chè của mình nó có bọt như thế này nè, thì mình cũng vớt ra và bỏ đi nha. Khi mà các bạn kiểm tra thấy cái hạt đậu xanh của mình nó nở ra và nó sắp chín rồi nè, bây giờ thì mình sẽ cho đường phèn vào luôn nha. Mình thấy các hạt đậu xanh nó nở ra như thế này nè, thì mình cho đường phèn vào được rồi ha. Ở đây thì mình nấu đường phèn bằng cục luôn nha. Nếu mà ở chỗ các bạn tìm được đường phèn nhuyễn thì mình nấu nó sẽ mau tan hơn ha. Nhưng mà mình cho cục như thế này nấu thì nó cũng tan nha các bạn. Và mình sẽ nấu ở đây với lửa vừa cho đậu xanh nó thiệt là nở và chín luôn. Khi mà các bạn thấy đậu xanh của mình nó chín nở mềm hết rồi nè, bây giờ thì mình sẽ cho cái phần phổ tay đã ngâm lúc nãy vào luôn ha. Phổ tay này do là không cần phải nấu chín nha các bạn, cho nên mình đợi đậu xanh nó chín rồi thì mình cho vào ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần nha đam đã ngâm đường lúc nãy vào luôn. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên và tắt bếp được rồi ha. Do là nha đam này mình đã luộc sơ qua rồi cho nên không cần phải nấu nữa nha. Và mình nấu như thế này là được rồi. Mình nấu nữa thì nha đam của mình nó sẽ mềm và không còn cái độ giòn á. Vậy là mình đã nấu xong cái món chè nha đam đậu xanh đường phèn rồi ha. Một món chè ăn rất là thanh mát, thơm ngon và bổ dưỡng. Và cách nấu thì rất là đơn giản, ai cũng có thể nấu được hết. Và cái món chè này ăn rất là mát luôn nha. Kèm theo nha đam thì ăn rất là tốt cho sức khỏe. Nếu mà có thời gian thì quý anh chị và các bạn nhớ nấu cái món chè nha đam này để cho gia đình mình thưởng thức nha. Giờ thì mình xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại các video lần sau.